Kitô theo Thánh Marco chương 12 từ câu 28 đến câu 34. Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Sa đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm. Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra, không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó, không ai dám chất vấn người nữa. Phạm tội là mình xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Quý vị và các bạn thân mến, phạm tội là mình xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Khi phạm tội, con người đánh mất tình nghĩa với Thiên Chúa và làm tổn thương mối liên hệ với tha nhân. Để nối lại những mối liên hệ này, con người cần phải biết ăn năn trở lại và yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu thương tha nhân như chính bản thân mình. Trong đoạn tin mừng, Chúa Giêsu đã tuyên bố long trọng và rõ ràng hai giới răn quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người, đó là mến Chúa và yêu người. Trong tập sách Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier đã nhắn nhủ: "Bác ái là dấu chứng để nhận biết là môn đệ của Chúa, là dấu hiệu rẻ mà khó kiếm nhất. Bác ái là sinh ngữ số một mà Thánh Phaolô cho là cao trọng hơn tiếng nói của loài người và các thiên thần, là ngôn ngữ độc nhất sẽ tồn tại trên thiên đàng. Và tinh thần yêu thương bác ái không chỉ được thực hiện trong những việc to tát mà còn được thể hiện nơi những việc hết sức bình thường. Khi nhìn vào thực tế của cuộc sống ngày hôm nay, trong một thế giới dễ mất sự cân bằng, mất sự quân bình về chuẩn mực luân lý, thì nhiều khi chúng ta đã bỏ qua rất nhiều dịp thuận tiện để sống tình bác ái. Khi mà ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời nài nỉ xin giúp đỡ của anh chị em xung quanh mình, hay cảm thấy khó chịu khi phải cho đi hoặc chia sẻ với người khác, dưới ánh sáng tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khuyên dạy chúng ta một bài học thật cao quý là người Kitô hữu nhất thiết cần phải có một trái tim rộng mở như Chúa để có thể yêu thương như Chúa và cùng với Chúa sống tình bác ái. Lạy Chúa, mỗi ngày sống trôi qua, nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn biết mạnh dạn nói lên rằng: "Ngày hôm nay tôi đã sống yêu thương thật sự." Amen.